ok thì mình sẽ thực hiện cái thực chớp thời cơ để qua chốt cảnh sát giao thông nha anh em. Hello anh em nha, chào mừng anh em đã trở lại với clip mình. Thì anh em biết cái bình này là cái bình gì không? Cái bình này là cái bình xăng xăng mẫu cũng như là xăng kiểm định của cây xăng đó anh em. Thì cái loại bình này á, nó chứa xăng không có tạp chất, cũng như là nó không có pha gì hết, xăng nguyên chất đó luôn. Thì hiện nay ở ngoài thị trường rất nhiều xăng giả anh em. Hôm bữa mình coi clip ở ngoài Vũng Tàu á, người ta bắt mà sản xuất xăng giả rất là nhiều. Thì ở đây mình có cái bình xăng do ba mình làm bên cái xăng đó anh em. Thì khi mà của thị trường người ta kiểm định, người ta sẽ kiểm định cái xăng này nè, coi là có pha tạp chất quá liều hay là này kia không. Thì xăng này rất là sạch anh em. Lâu lâu mình mới có một bình này để đổ thôi, cứng quá bứt không ra luôn rồi, đứt luôn rồi anh em ơi. Má tôi hồ đồ quá, thôi dẹp luôn. Nó chưa lấy kéo nại nó lên để đổ anh em ơi, xe hết xăng luôn rồi. Thì anh em chạy xe có hay để ý là mình đổ cái xăng nào hay không, hay là hết xăng rồi mình thấy cái xăng đó mình lủi vô mình đổ thôi, hoặc là anh em lủi vô đổ mà không để ý nó nó là cái loại xăng gì, 92 hay là 95 hay là xăng E5 không. Thì thực chất nó cũng không có khác nhau nhiều, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là cái độ kích nổ ốc tan của nó, cái tỷ số nén của nó anh em. Thì 92 và 95 là chỉ số ốc tan của xăng. Thì cái chỉ số này càng cao thì cái khả năng mà chống kích nổ á, của nó cũng càng cao nha anh em. Vậy nên là cái xăng mà A95 á, là nó sẽ tốt hơn nha anh em, cao cấp hơn và nó sẽ giúp cho máy móc hoạt động trơn tru hơn. Thì xăng nó sẽ ảnh hưởng lâu dài đến cái tuổi thọ vận hành của xe nha anh em. Thì mấy dòng như là Honda Dream hay là Future này kia thì cái tỷ số nén nó thấp thì mình có thể đổ xăng 92 được. Còn mấy cái dòng cao cấp hơn như là XH hay là mấy chiếc Tayga anh em thì mình nên đổ là xăng 95 nha. Hồi nãy lỡ đổ lan ra ngoài giờ phải lao anh em. Ok thì xe của mình cũng đi được khoảng 52.000 cây rồi anh em. Thì mình luôn đổ cây xăng đó là cây xăng Petrolimex nha anh em. Cái cây xăng mà có cái chữ B á. Thì cái kinh nghiệm của mình là mình đổ cây xăng đó nhiều. Thì khi mà mình chạy anh em đến mà 50.000 cây mình có mở họng xăng với lại kim phun được ra mình coi á, thì nó không có dơ mấy nha anh em. Nó chỉ áo một cái lớp mà gọi là hơi đen ở ngoài thôi. Còn mình thấy nhiều clip á, anh em mở ra vệ sinh mà mới có 30.000 cây thôi mà nó đen thui tù lùi. Cũng có thể là anh em đi lọc trụ, nhưng mà lọc trụ pha ke. Thì cái vấn đề xăng anh em, nhiều anh em mà đi tour mà kiểu như mà hết xăng á mà đổ mà kiểu như mấy cây bơm dọc đường á, có một số trường hợp nó lúp xe luôn nha anh em. Thì mình chọn cái Petro là chính là mình đi cái Petro nào á, mình thấy người ta luôn bận cái đồng phục của cái xăng đó, đồng phục màu xanh đó anh em. Thì mình thấy rất làm việc rất là kiểu như có tổ chức cũng như là nghiêm chỉnh đó anh em. Với lại cái cây Petro nào á, nó cũng có toilet đó anh em. Bởi vậy khi mà đi tour đi đường dài á, mình dễ giải quyết bầu tâm sự. Với lại cây xăng Petro anh em, ở Sài Gòn á, một số cây xăng nó sẽ có cái 954 nha anh em. 954 tốt hơn 953 nữa.
nhưng mà hiếm lắm. Bữa hôm mình đi có một cây xăng nó mắc hơn khoảng 100 đồng. Thấy mồ rồi anh em ơi, công an, công an, có chốt công an anh em ơi. Nãy đi gấp quá quên gắn kiếng hậu, với lại xe mình cũng hết bảo hiểm rồi. Ok, thì mình sẽ thực hiện kỹ thuật mà nãy thật chớp thời cơ qua chốt cho anh em xem nha. Anh em nhìn kỹ nha, mình chỉ làm một lần thôi đó, một lần duy nhất thôi nha anh em. Video mình. Nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ mình nha. Bye anh em.